Dạ, câu hỏi đầu tiên quý Phật tử gửi đến sư đó là: dạ bạch sư, trong bài kinh Đức Phật cảm thắng dạ xoa a la quá cá, dạ xoa là người nhị nhân, thì theo A Tỳ Đàm thì người nhị nhân không thể đắc quả. Vậy con kính thỉnh sư giải thích, nếu là chuyện phong thần thì con cũng muốn nghe. Dạ con tri ân sư ạ. Và câu trả lời vắn tắt thôi, câu trả lời vắn tắt đó là thì dạ xoa là một bộ chúng, một bộ chúng ở trong nhiều bộ chúng của Tứ Thiên Vương. Dạ xoa là một bộ chúng trong nhiều bộ chúng của Tứ Thiên Vương, và ở trong cái bộ chúng dạ xoa ấy cũng có người vô nhân, nhị nhân, tam nhân, cũng có những cái vị sơ quả nhị quả, chứ không phải là dạ xoa là phải là nhị nhân hoặc là vô nhân thì không nha, phải nhé. Trong cái bộ các bộ chúng của Tứ Thiên Vương ấy thì chỉ có cái rồng rồi kim sĩ biểu đó, và một cái loại nữa gọi là quy ma với các đê tác, cũng như là cái loại á thiên ý. Cái loại này nó là nửa chư thiên mà nửa ngạ quỷ, do cái tiền nghiệp đời trước có lúc tu lúc không, có lúc thì thời gian tu nó nhiều rồi dễ vui, còn có khi tu một ít rồi cái dễ vui, thì tùy tùy cái chuyện mà mình tu tu nhiều rồi dễ vui hay là tu một ít rồi dễ vui. Thì cái lúc mà bị đọa làm cái loài này nè thì là tính theo chủng loại nó là ngạ quỷ, nhưng mà tùy 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 cá nhân, như nãy tôi nói đó, tức là tu ví dụ như một một ngày vậy đó, tu vài giờ dễ vui vài giờ, hoặc là tu 5-3 ngày thì dễ vui 5-3 ngày, hoặc tu vài tháng dễ vui vài tháng, thì giống như có những người là lên bờ thì làm chiến sĩ mà cứ hết hết thời gian ở trên bờ thì đi, đi biển đi đánh cá, hoặc là hết cái thời gian mà đi làm ở cái trại chăn nuôi gia súc giết thịt ấy, thì họ quay trở về họ một năm thì có mấy tháng họ tu thành đạt được hoàn hoàn cái gì vậy. Thì khi họ làm cái loại này ấy, thì họ là ngạ quỷ, nhưng mà do họ có tu ấy, cho nên có nhiều khi là một cứ ngày sướng đêm khổ, hoặc là đêm sướng ngày khổ. Sướng này nghĩa là sống như chư thiên vậy đó, từ thức ăn tới dung sắc hào quang thần lực y như chư thiên vậy đó. Thì như chư thiên Tứ Thiên Vương này, tới lúc họ chịu khổ thì họ có trăm ngàn cách khổ, có người thì bị lửa đốt, có người thì bị côn trùng thú dữ ăn thịt chích đốt, vân vân nha. Nhưng mà đại khái là có lò thì cứ ngày sướng đêm khổ, đêm sướng ngày khổ, hoặc là cứ tuần lễ sướng tuần lễ khổ, hoặc tháng sướng tháng khổ, 3 tháng sướng 3 tháng khổ, 6 tháng sướng 6 tháng khổ vậy đó. Thì cái loại này được gọi là cái loại thuộc về bộ chúng Tứ Thiên Vương đó. Khi mà họ làm họ sướng giống như chư thiên á thì họ là bộ chúng Tứ Thiên Vương, còn lúc mà chịu khổ thì họ tự là ngạ quỷ. Nhớ cái đó. Chỉ có loại đó thôi. Rồi loại thứ hai nó là cái càn thác bà, kim sĩ điểu, nó là một loại chim đại bàng. Loại thứ ba nó là rồng. Thì đây là những cái loài mà bắt buộc phải hiểu đó là loài vô nhân, tức là tái sinh bằng cái tâm mà không có cái nhân tố trí tuệ để đắc thiền đắc đạo nghe. Chỉ còn ngoài ra như là càn thác bà hay là dạ xoa thì trong đó có đủ hết. Trong cả các bạn, trong giả soa cả các bạn thì họ có nhị nhân, có vô nhân, có tam nhân, có, và khi họ chứng quả rồi thì vẫn là thánh nhân nha, nhớ. Chứ không có cái chuyện mà nói là giả soa mà là nhị nhân thì cái đó là cho hiểu sai, chứ cái đó không có nha. Thì a la quá cá là cũng có bị giả soa tam nhân nha. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư ạ. À, dạ con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo ạ. À, dạ thưa sư, lý duyên khởi được áp dụng trong vòng sanh tử của chúng sanh, nhưng có người nói lý duyên khởi cũng có thể được áp dụng vào những trường hợp khác như trong một lộ trình tâm, áp dụng đúng như thế rồi. nào? Dạ mong sư giải thích và cho ví dụ ạ. Cái này học trên công thức á, học trên công thức á, thì có nhiều người hiểu lầm, cứ tưởng là lý duyên khởi là chỉ có trong cái chuyện đời này kiếp khác, nhưng thực ra nếu mà có học A Tỳ Đàm thì người hỏi câu này là người không không học A Tỳ Đàm, chỉ vẽ cái hành trình lò duyên khởi trong 1 phút là các vị thấy cái con mắt của mình ấy nó là quả
của tiền nghiệp quá khứ, do có con mắt, do có tiền nghiệp quá khứ mình nó có con mắt, nó có lỗ tai, có cái mũi, đó là cái quả quá khứ. Mà quả quá khứ là sao? Có nghĩa là do kiếp trước mình có cái vô minh cho nên mới tạo nghiệp thiện ác, do có nghiệp thiện ác mà liên hệ với dục ác cho nên đời này mình mới sanh ra trong cõi dục giới. Đó, nghe kỹ không? Do vô minh á mình mới tạo nghiệp thiện ác, rồi cũng do vô minh đó mà mình mới có dục ác, thì chính cái dục ác đó nó mới đưa mình trở lại cõi dục giới. Ở đó mình có mắt, có mũi, có tai. Và trong cảnh khắc ngay bây giờ mình ngồi mình nghe một cái âm thanh gì đó mình thấy thích, thì trong cái thích nó đã là ái rồi. Hay mà trong lúc mình thích nó đã có xúc này, rồi nó có sáu nhập, thì có nó có nhĩ xứ mà, có nhĩ xứ rồi có sáu nhập, rồi có nhĩ xúc, rồi có nhĩ thọ, rồi có cái cảm thọ của lỗ tai lúc nghe, rồi mới có sắc ái, mới có thinh ái, nghe lại có cái thích. Và cái ái đó ở cái mức sâu nặng thì gọi là thủ. Mà có ái có thủ thì ngay cùng một lúc đó, chứ không có trước sau, ngay cái lúc mà có ái có thủ là ngay lúc đó đã có tạo cái nghiệp hữu, tạo cái nghiệp hữu, nghiệp hữu cái là nghiệp thiện ác. Và hãy có nghiệp hữu thì ngay lúc đó là mình đã tạo ra cái sanh hữu, nghĩa là tâm đầu thai cắt khỏi. Như vậy thì ngay trong cái khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà tôi nghe một cái gì đó tôi thích, tôi nghe một giọng nói, một tiếng cười, một câu hát mà tôi thích, thì ngay lúc đó là nó đã có vô minh. Bây giờ không có vô minh thì làm sao mà có ái được. Cái lúc có vô minh, và ngay ở trong cái lúc mà ái đó, bản thân cái ái đó, lúc đó cũng là hành. Bởi vì nó là 12 bất thiện mà, nó là nghiệp bất thiện. Vậy thì ngay lúc nó có vô minh này, có bất, rồi có phi phúc hành này, rồi có lục nhập này, rồi có ái này, có thọ rồi có xúc rồi có thủ rồi có hữu này. Như vậy thì chỉ trong cái tích tắc có một giây đồng hồ thôi là đã có 12 duyên khởi nằm trong đó. Đó là tôi chỉ nói bằng cách người không hiểu thì chịu khó phải mở ra quyển Thầy Tỳ Đàm mà việc hai đọc và phải đi học lớp. Còn người không hiểu thì tôi biết tin chắc nó cái này họ cũng hiểu. Đại khái vậy. Nhưng mà đây là cách, đây là câu hỏi của một người buồn tịch hoàn toàn biết gì lý gì cả, chỉ nghe loáng thoáng thôi. Thì kẹt có gì hỏi thì phải nói, nhưng mà khi tôi nói tôi cũng biết chắc luôn là cái người mà biết A Di Đà thì không cần nghe câu trả lời này, còn người không biết thì có nghe 1000 lần câu này cũng hiểu. Ok. Quyển A Di Đà số 2 là cái quyển màu xanh dương đó ạ. Dạ. Tôi đang nói ấn bản một thì nó có quyển một quyển hai, còn ấn bản hai đó là gom chung thành một thì cái bị dò nó một lần cái phần là giáo lý duyên khởi. Tôi nói nó rất là rõ, rất là kỹ. Dạ, kính thưa ông sư ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, kính thưa sư, chúng con là một Phật tử mới đi chùa bước đầu học Phật, xin sư chỉ cho chúng con biết là chúng con cần trang bị những kiến thức nào ạ. Dạ, kính chưa, câu này trả lời một tháng chưa hết, nhưng mà cũng có thể trả lời trong mấy phút. Tôi nói lại nha, trả lời câu thì cho đủ mấy tháng cũng không hết, nhưng mà trả lời ngắn gọn thì còn chỉ vài phút thôi. Cái chuyện đầu tiên mà cũng là chuyện cuối cùng ở trong đạo Phật, tức là phải ý thức được rằng cái sự có mặt của tám thân thì nó là khổ. Dầu đó là sự có mặt của một vị trời hay là của một con heo, con dồi, của một ông hoàng hay một người hành khất ăn mày, thì mọi sự có mặt đều là khổ. Chỉ đầu tiên phải là cái đó trước rồi đó. Không có cái nhận thức này đó là đừng có nói chuyện gì tình nữa. Đấy. Rồi đằng sau có nhận thức này nè là phải học giáo lý. Phải học giáo lý. Có một điều, nếu mà mình là cư sĩ mà mình có cái ý sau này đi xuất gia đó, thì cái học của mình bắt buộc nó phải quy mô. Và quy mô học bài bản sâu rộng. Còn nếu mà mình chỉ là một cư sĩ suốt đời không có đi xuất gia, chỉ là cư sĩ giữ năm giới tám giới thôi đó, thì cái yêu cầu về kiến thức giáo lý đương nhiên là tự do. Mình là cư sĩ mà mình không học phải làm gì mình hết. Nhưng mà nếu mà mình có một chút cẩn trọng ý, thì dâu là cư sĩ thì cũng nên học các bản về giáo lý. Tôi đang nói cái này tôi hơi do dự là bởi vì có rất nhiều và rất nhiều tăng ni Phật tử trong nước chống A Di Đà,
Các vị nghĩ là anh làm mắc mới gì cái chuyện tu học mà nó khổ nổi, không ai đi làm thì không hề hiểu được cái kinh tạng. Như vậy thì nếu không ai đi làm thì chỉ đầu tiên là mình bỏ thai tạng, không học ai đi làm là chỉ đầu tiên bỏ thai tạng. Mà đối với cái tạng thứ ba là tạng luật, thì mình cư sĩ mình không có nhu cầu, mình cư sĩ mình không có nhu cầu học tạng luật của tăng ni nha, không có nhu cầu hết thì con cho biết thì chứ còn mình không có nhu cầu. Như vậy thì chỉ cần không không ai ai đi làm thì coi như ba tạng là không cần thiết nữa nha. Đây là lý do tại sao phải học ai đi làm. Không học ai đi làm không hiểu được tạng kinh, mà không hiểu được tạng kinh thì coi như là mình bỏ, chỉ đầu tiên là mình bỏ hết hai tạng qua bên. Rồi cái chuyện thứ ba nữa là nếu mình được cư sĩ mình đâu có mắc mới học tạng luật, rồi bỏ luôn tạng luôn là ba tạng. Trên đầu thì thờ Phật, lạy Phật, miệng thì nói tin Phật, tu Phật, mà đôi khi bỏ ba tạng qua bên thì tu cái gì? Tu cái gì? Cho nên bắt buộc Phật vô đi. Thì ra thì đà, mà thì đà thì nó mênh mông lắm, thì các vị cũng phải quay trở lại. Thì nhiều tài liệu lắm nha, nhiều lắm, nhiều lắm. Vào Google đánh cái chữ A Tỳ Đàm, hoặc là ví dụ Pháp, hoặc là siêu lý học. Thì thích tài liệu nào của soạn giả nào, tác giả nào, dịch giả nào thì theo cái tác giả đó học. Chứ làm sao tôi dám đề nghị học cuốn nào ha? Thì nghĩ sao nói vậy thôi ha? Phải học giáo lý A Tỳ Đàm. Vì có học cái đó đó thì trước mắt trong đời sống mình đó, mình biết cái nào là thiện, cái nào là ác, nào nên, nào không nên. Và học ở thì đạo thì mình sẽ bỏ đi rất là nhiều cái hoang mang nghi hoặc vớ vẩn mất thời gian, và đồng thời khi mà bắt tay vào tu tập niệm xứ thì nó thông suốt, nó không bị vướng kẹt. Đấy. Chỉ còn thầy và thiền sư gì nữa họ không thể nắm tay dắt mình đi từng bước được. Cái phần căn bản vẫn là mình, thiền sư sư cũ đó, nó hỗ trợ một phần nữa thôi. Đó là lý do tại sao tôi nói hoài đó nữa. Trong kinh Đức Phật thì nhấn mạnh cái bổn phận của người tu Phật, dù xuất gia hay cư sĩ, thì phải là pháp học và pháp hành. Pháp học có nghĩa là bắt buộc phải học A Di Đà, bắt buộc. Còn pháp hành đó là sống chánh niệm. Chánh niệm tức là tứ niệm xứ đó. Chỉ nhiều người thì họ hiểu lầm, họ tưởng là tôi tứ niệm xứ là phải là hành giả mặc áo màu gì ở trong thiền viện luôn luôn, học giáo lý và sống chánh niệm, đó chính là đã là hành giả rồi. Học giáo lý và sống chánh niệm đó là hành giả. Còn cái chuyện mà bắt buộc là phải có khóa thiền, phải giữ khóa một tuần hai tuần, rồi phải một ngày mấy tiếng đồng hồ, thì cái đó tôi khẳng định cái đó là sai bét. Nếu mà hiểu như vậy là sai bét, bởi vì trong kinh không có cái bài kinh nào mà mình xác định là mình phải ngồi một tiếng, năm tiếng, mười tiếng không. Mà trong kinh có nói cái này là chánh niệm tỉnh giác trong từng sinh hoạt lớn nhỏ, chánh niệm tỉnh giác trong từng cảm xúc, trong từng tâm trạng. Có trong kinh có nói cái đó. Chứ trong kinh không có bài kinh nào mà đặt vấn đề mình phải ngồi bao lâu hết đấy, không có. Cũng không đặt vấn đề là mình phải sinh hoạt theo cái khuôn thước lề lối như nào hết, không có. Chỉ có người xuất gia thì phải tuân thủ theo giới luật hành xuất gia thôi, chứ còn người cư sĩ thì tung tăng phá hộ, miễn là đừng sống tà mạng thôi. Và cái quan trọng nhất là học giáo lý và sống chánh niệm trong cái điều kiện có thể. Đó là câu trả lời. Sư ạ, dạ, câu hỏi tiếp theo, kính xin sư chỉ dạy cho chúng con một cận sự nam và một cận sự nữ phải phụng sự Tam Bảo như thế nào cho hợp lẽ ạ, à, thưa sư. Chúng con kính chào sư. Câu này chỉ cần 3 phút thôi. Cái hậu trì này nó có ba cách. Cái hậu trì một cái vị học pháp, hộ trì cái vị hoằng pháp và hộ trì cái vị hành pháp nha. Hộ trì cái vị học pháp đó là mình hỗ trợ cho cái vị tăng ni có điều kiện để mà học tập nghiên cứu phiên dịch in ấn, thì cái đó gọi là hỗ trợ cái vị học pháp. Còn hỗ trợ cái vị hai, vị thứ hai là cái vị hoằng pháp, thì mình coi cái ví dụ như bây giờ tôi nói thẳng luôn, ví dụ sư A sư B gì đó, chùa A chùa B gì đó, mỗi một tuần như vậy đó vì đó có mấy lớp giảng giáo lý hoặc là mấy cái thời pháp lễ sám hối 30-15, thì mình coi gom trong một cái buổi, những lớp học đó, những buổi pháp hội đó, thì mình làm được cái gì để cho cái việc mà vị đó dạy học thuyết pháp được suôn sẻ thuận lợi thì mình làm,
thì đó là hỗ trợ người hoằng pháp. Rồi cái thứ ba là hỗ trợ cái người hành pháp, là mình coi cái mấy cái vị hành giả tăng ni cư sĩ nhé. Rồi khi mà họ cần có một cái túi xứ, chỗ ở, rồi thuốc men, y phục, thực phẩm, điều kiện sinh hoạt, họ cần cái gì thì mình chỉ chăm bẩm vô cái đó mình hỗ trợ thôi. Đó. Chứ mình thể nào mà giúp mình ôm đồm hết mọi chuyện thì mình coi mình, rồi còn có rồi còn trường hợp nhưng mà cái nào mình thấy tiện tay mình làm thì thôi, cái đó tôi nói tiện tay làm. Nhưng mà nếu mà mình dốc lòng mà muốn hỗ trợ tăng ni tam bảo một cách hiệu quả thì mình phải tự xác định của mình coi nặng cái gì, thì mình tập trung một chuyện ra cho nó hiệu quả. Ví dụ như là đối với tôi đó thì tôi thấy rằng tăng ni nào cũng cần được hỗ trợ nếu mà vị đó nằm ở trong ba cái gì mà tôi vừa nói, đó là học pháp, hoằng pháp và hành pháp. Thì mình coi cái nào nó tiện với mình thì mình hỗ trợ cái đó, thì đó được gọi là hỗ trợ của pháp. Còn nhưng mà riêng bản thân mình thì mình chỉ hỗ trợ mình bản thân mình không có trang bị kiến thức giáo lý và không có sống đạo ấy, không có sống chánh niệm ấy. Thì tới già tới mình tới chết rồi cũng khổ hơn. Cho nên hỗ trợ như vậy thì chỉ đầu tiên căn bản mới lo cho mình trước, rồi sau em của mình nó mới tới mình tay. Đó là câu trả lời. Dạ, con kính thưa ông sư ạ, nghe câu trả lời của sư con rất là hoan hỷ. Dạ, câu hỏi tiếp theo là, thưa sư, con nghe vấn đáp và các bài pháp của sư trong lúc đang dùng bữa, có tạo nghiệp kiếp sau đọa làm súc sanh không ạ? À, thưa sư, cái đó là bậy là bạ nữa. Bởi vì cái đó thấy không, cái người có học A Di Đàm không bao giờ mà hỏi cái câu mà nó vớ vẩn như vậy hết. Thấy chưa? Cái người học A Di Đàm họ sẽ hiểu ngay một điều, tức là vạn pháp do duyên, tùy thời tiến thoái. Cái người học A Di Đàm họ hiểu, họ luôn luôn họ thuộc lòng cái câu tình chú này: vạn pháp do duyên mà tùy thời tiến thoái. Mọi sự ở đời mình không có thể nào mà mình sắp xếp như ý mình được hết, mà nó là duyên do các điều kiện. Rồi thứ hai là tùy thời tiến thoái. Ví dụ như bây giờ người ta giàu, người ta có điều kiện sinh hoạt khác, người ta có tiền, người ta có sức khỏe, người ta có thời gian, người ta có điều kiện sinh hoạt là khác. Còn giờ tôi nghèo à, thì tôi cũng phải tu tập theo cái kiểu người nghèo chứ. Ví dụ như bây giờ nhà tôi là nhà cấp 4, có mấy mét vuông à, rồi xài bếp lò xo mà tắm rido, rồi tôi ngồi tôi ăn bên đây rồi con tôi nó tắm trong kia, rồi đứa thì nó ngồi nó học bài bên đây, tôi có làm sao? Thì trong thời điều kiện như vậy đó thì gọi như là tất cả cái gì mà trộn tôi trộn hết nha. Cái quan trọng nhất là trong A Di Đà gọi là cái chủ ý hành động, cái Chitana là cái chủ ý quan trọng. Chứ còn bây giờ mà mình không có điều kiện mà mình đòi giống người ta thời điểm rồi nơi chốn điều kiện phòng ốc trang nghiêm thì kẹt lắm, không rất là kẹt. Cho nên mình cứ nhớ câu hình chú là vạn pháp do duyên tùy thời tiến thoái. Có nghĩa là chuyện đầu tiên là do duyên nó đẩy tới đâu mình hành động tới đó, và tùy thời điểm có lúc nào mà mình thấy có điều kiện thì mình làm. Còn chuyện ví dụ như nó mình đang ăn nghe pháp, bây giờ ông sư nó giải ngay cái lúc đó, mà bây giờ cái lúc đó mình chưa ăn rồi mình mới đi làm về mình ăn rồi thôi, chờ ông giảng xong 12 giờ khuya rồi mà mình ăn nữa bụng nó nấp vô mình ngủ à, mình ăn xong phải đi tắm nữa chứ. Hoặc là bây giờ mình tranh thủ mình ăn xong là mình phải đi làm liền giờ, mà bây giờ mình phải cung kính mặc áo trắng tắm rửa sạch sẽ đốt tầm để ngồi mình nghe xong rồi thời gian đâu mà làm cái chuyện khác. Rồi giờ rất sinh hoạt khó khăn nha. Cho nên cứ thoải mái. Không lấy tôi nói đấy kỳ, chứ mình mặc xà lõn ở tại mình nghe cũng được, tiếng là đừng có đi vào chùa với cái trang phục đó không được. Trong chánh điện người ta mà mình mặc xà lõn áo ba lỗ mình vô chánh điện ngồi thì nó kỳ. Chứ còn nếu mà ở nhà mình bây giờ đâu có thấy ai thấy mình đâu. Nhưng cái bằng trong những trọng nhất là mình nghe một cái chủ ý gì, mình tranh thủ một ngày ông sư giảng có mấy tiếng hồ, một tuần giảng có 2 tiếng, 1 tiếng thôi. Thôi mình tranh thủ mình nghe, kể cả mình có vô toilet mình cũng xách cái máy rồi ngồi nghe đương nhiên nghe. Đại khái như vậy. Dạ, kính chào anh sư ạ. Dạ, con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con chào sư. Sư cho con được hỏi, nếu trong quá khứ từng trải qua việc loạn luân và đã có lòng thích thú với chuyện đó,
hay đã có những bê bối khác trong chuyện tình cảm? Con xin được hỏi cách sám hối trong trường hợp này ạ. Con lo sợ các bê bối quá khứ sẽ cản trở mình khi bắt đầu con đường tu học. Rất mong sư chỉ cách giúp con ạ. Ở trong Kalama 3, trong kinh Kalama 3 đó, nghe là biết là người này không có đọc kinh. Tôi nói lần nữa, tôi rất là khó xử khi mà tôi phải giới thiệu bà con đọc sách của tôi. Không? Nhưng mà riêng Kalama đó, nhật tụng thì tôi không ngại, bởi vì cái đó phải sách của tôi, cái đó tôi chỉ là người su lục mà có dịch lại, có một số bản dịch, một số bản dịch hơi tối thì tôi dịch lại, chứ còn đó là có bản Pali kế bên, không? Chứ phải là do tôi sáng tác, cho nên tôi chỉ mạnh miệng giới thiệu, tức là tôi lựa nó những bài kinh mà tôi cho rằng đặc biệt, nó gắn bó mật thiết với đời sống tu học của tăng ni cư sĩ nói chung, nó còn cái dạy rất rõ là đã là phàm phu thì ai cũng có lỗi hết. Mình chỉ nên nhớ đến cái lỗi, chỉ nên nhớ đến cái lỗi với một cái ý thức là lấy nó làm cái kinh nghiệm để mà từ bỏ, không có tiếp tục trong tương lai. Chỉ còn mình nếu mà mình biến cái nỗi rây rứt nó thành ra một vết thương rỉ máu thì không nên. Mà chỉ nên ghi nhớ theo cái cách của một bệnh nhân, nhớ đến giờ uống thuốc. Đó thì được. Bệnh nhân chỉ nên nhớ cái bệnh của mình để uống thuốc thì được. Nhớ cái bệnh của mình để mà mình sinh hoạt cho nó đúng cách, theo lời dặn của bác sĩ. Chứ còn mình cứ nghĩ về bệnh để mình lo sợ buồn đau thì không nên nha. Nhớ cái đó, bệnh nhân có hai cách nhớ về cái bệnh của mình. Một là nhớ để lo sợ buồn đau, nhớ để tiêu cực thụ động bệnh hoạn. Còn cái trường hợp thứ hai là nhớ để mà sinh hoạt đúng mức đúng cách. Thì ai cũng có lỗi lầm hết. Thì thay vì nhớ hoài chuyện cũ thì tại sao có bao nhiêu cái chuyện mới hay ho hơn của mình nhé. Cứ tự nhủ lòng câu, thay vì nhớ những chuyện cũ mà nó làm phiền mình mà không lợi ích gì hết, thì có nó có biết bao nhiêu cái chuyện mới mẻ nó hay ho tại sao mình nhớ. Mà nếu cả chuyện này, cả cái tâm niệm này mà mình cũng không có được, không nhận thức được thì tôi bỏ tay. Thì chỉ giúp cái đó thôi, tôi chỉ giúp cái câu thần chú thôi, có nghĩa là mỗi lần mình bị rây rứt cứ nhớ cái này, thay vì quay về với chuyện cũ để lòng nó thêm sống sang rây rứt mất thời gian, thì tại sao nó có biết nhiều chuyện mới. Thì như một ngày mở kinh điển ra ghi chép lại mấy cái điều mà mình thấy tâm đắc khác, những cái mình cứ, những cái bài học mà quan trọng cho cái đoạn đường sắp tới, cái đó mới quan trọng. Đó anh chị nhớ kỹ nghe, đồng ý những ám ảnh quá khứ luôn luôn có thật, tôi phủ nhận đấy, phải có. Bởi vì người mà tôi có nói nhiều lần, có người rây rứt chỉ để khổ, có người rây rứt để lấy đó làm cái kinh nghiệm sống, có người thì chuyện qua rồi thì bỏ nhưng mà tập trung lo chuyện mới, đúng không? Bởi vì người ta có nói cái câu này, phạm lỗi lần hai thì nó không còn là sơ ý nữa mà nó đã thành thói quen rồi. Nghe có cái câu đó. Phạm lỗi lần hai đó là nó không còn là sơ ý, nó không còn là tai nạn nữa mà nó là sự cố ý, nó thói quen rồi. Nghe nhớ cái đó, đây là những câu thần chú phải nhớ. Còn cái chuyện mà sống đời sống mình không riêng gì tình cảm, mình cũng có vô số bất thiện khác, thì nếu chuyện nào mình cũng biến thành ra một cái nỗi đau rây rứt, một cái vết thương rỉ máu đó, thì không cách nào tu học được hết. Cho nên nhớ có ba hạn. Hạn một có là chỉ coi cái lỗi cũ là một vết thương để suốt đời đau khổ. Hạn thứ hai coi cái lỗi cũ là một bài học để rút kinh nghiệm. Hạn thứ ba là thấy chuyện gì không đáng nhớ thì bỏ qua, thì tập trung vào chuyện mới. Đó là câu trả lời. Dạ, kính thưa ông sư ạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Kính thưa sư, cho con xin được hỏi về việc viết di chúc để lại tài sản cho người thân. Đức Phật có dạy về cách để lại tài sản và hướng dẫn con cháu sử dụng thế nào cho hợp đạo không ạ? Con mong được sư chỉ dạy giúp con ạ. Này, cái câu trả lời này là có ở trong Kalama 3. Có trong Kalama 3. Là cái ông đệ nhất cư sĩ của Đức Phật ấy, trước khi ông mất ấy, ông có dặn học đệ tử, dặn con cháu trong nhà thế này, thì khi ta mất rồi ấy, là phải nhớ bốn điều. Một là làm cách nào để tiếp tục giữ lại cái niềm tin nơi Phật, Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác.
nơi pháp là những gì Đức Thế Tôn khéo dạy, dẫn đến con đường thoát khổ. Ba là luôn luôn giữ niềm tin tăng, niềm tin tăng bảo, là những vị mà đã thành tựu chặng 1, chặng 2, chặng 3 và chặng 4 trong cái lộ trình tu chính bốn tầng thánh ấy. Nên phải tin rằng là giáo Đức Thế Tôn vĩ đại như vậy, giáo pháp vĩ đại như vậy, và cũng có những con người đã kế thừa một cách xuất sắc những cái vĩ đại đó từ Phật và từ Pháp, thì những cái loại những cái hạng này được gọi là tăng đạo, phải không? Tiếp theo đó là đối với tài sản thì nên tùy thời đúng người đúng lúc mà hỗ trợ những cái vị tu tập chân chính. Ông dặn xong rồi mất. Trong cái Lama 4 thì mới đọc cứ chê, cứ chê. Người ta đã lựa 12.000 trang kinh bản, người ta gom lại còn có 1.200 mà không chịu đọc. Và cái nó lãng mạn cho đó, không chịu đọc. Đó là chê kinh mắt. Tại sao người ta in không cho không? Nó lấy đem gì nó lót nồi. Một là nó lót nồi, hai là nó lót nồi. Nên rồi không ra bán, không lấy tiền nó đem về, nó thấy đồ miễn phí với cô thường nó cần đọc. Rồi chưa kể là tiền đậu lên cái mới này nó cứ lần nào cũng đi xin đấy. Thế là phải đem về phải đi bán mà cái mắt quan trọng thì mua cứ ăn rồi cứ ngồi quan mang đi qua, thấy không? Còn một chuyện nữa trong kinh chúng tôi dạy thế này, trong kinh bổn sinh ấy kể là cái tài sản người cư sĩ chia thành bốn phần. Phần một là cho trả nợ cũ, hai cho vay nợ mới, ba là đem luyện bỏ hố sâu, và bốn là chôn để dành. Thì cho thì trả nợ cũ hay là nuôi dưỡng cha mẹ ông bà người hữu ân, thầy tổ người hữu ân, nói chung là cho là trả nợ cũ. Cho vay nợ mới nghĩa là nuôi dưỡng vợ con, giúp đỡ bạn bè chợm xóm thân quyến, đó là cho vay nợ mới. Rồi đem luyện bỏ 1/4, có nghĩa là xài cho bản thân. Cái phần này bị xem là luyện bỏ. Nghe cái chữ luyện bỏ thì thấy nó có vẻ nó quải quá, nhưng mà đúng, xài cho mình thì nó đơn giản, mà không có cái thứ ba này cũng được. Phải cái áo quần thuốc men y phục chứ. Còn phần thứ tư là 1/4 là để chôn để dành, nghĩa là đi làm phước. Và trong một cái thống kê, trong một cái kết quả điều tra của đài BBC của Anh Quốc, người ta dò tìm cái mức độ hào sản của các dân tộc, của các quốc gia trên thế giới đó, người ta cho ra một cái kết quả đặc biệt, đó là dân Miến Điện là cái dân tộc hào sản bậc nhất thế giới. Tôi vừa qua tìm hiểu, người Miến Điện dám bỏ ra 1/4 tài sản, 1/4 thu nhập, người dám Miến Điện dám bỏ, mà đây là kết quả nghiên cứu của BBC. Các bị vào ở trong Google đánh tiếng Anh, tiếng Anh cho nó sang, các chị kêu là most generous people in the world, tức là cái dân tộc mà hào sản bậc nhất trên thế giới là Miến Điện, cái phải là tôi nói không, mà nó là đó nó nói vậy. Rồi tức nghĩa là 1/4 là để chỗ trả nợ cũ, 1/4 là trả nợ mới, hết phần nữa rồi. 1/4 là xài cho mình, là 1/4 là chôn để dành. Bởi vì trong kinh nói rất rõ, trong một ngôi nhà đang cháy thì gia chủ phải bình tĩnh, đem ra được cái gì thì đem. Trong cái tấm thân sinh tử này nè, bệnh già chết vô thường khổ vô ngã, thì nó mấy ngọn lửa đó liên tục nó thiêu đốt cái tấm thân này, giống như lửa đang cháy nhà, thì mình đem được cái gì ra mình đem. Thì cái cách đem tốt nhất đó chính là sống phải có người có ta. Tại vì chúng sanh trong đời nó có bốn trường hợp: một là rộng với người, hẹp với mình, tức là đối với người ta thì mình rất là rộng, đối với mình rất là dè sẻn. Hạng thứ hai, rộng với mình, hẹp với người, thì đối với mình xài cái là tới nóc cho người ta xài được giống. Hạng thứ ba đó là rộng với mình cũng rộng với người, làm phước cũng mạnh mà xài cũng mạnh. Hạng thứ tư là hẹp với mình mà cũng hẹp với người. Rồi một trường hợp nữa là trong kinh nói có ba cái cách bố thí. Cách một đó là chủ nhân thí, có nghĩa là mình xài đồ giỏm mà mình cho đồ tốt, mình cho nó giống như mình cho chủ mình vậy đó, mình đối xử người khác giống như mình cho người trên mình vậy đó, gọi là chủ nhân thí, là xa thí đa đó. Cách thứ hai là xa cho đa đó, nghĩa là mình xài cỡ, gọi là bằng hữu thí, nghĩa là mình xài cỡ nào mình cho cỡ đó. Cái mình xài cái phone 14 cho 14, còn mình xài cái 14 cho cái 12. Mà tôi biết có một loại người nữa, tức là mỗi lần đổi phone nữa là lấy cái cũ này đi làm phước.
Còn có người thì xài cái dởm hơn cái mình cho. Cái là, rồi còn thứ ba cái là nô lệ thiết, nghĩa là mình cho với mình cho đồ vất đi. Đấy. Có nghĩa là mình xài đồ xịn, mình cho đồ dởm, cho cái đồ vất đi, cái đồ mình cũng muốn dành đó nữa. Thì đó là những cái cách mà cái sử dụng tài sản của cư sĩ. Còn chuyện về di chúc thì nó cũng theo cái tinh thần đó. Mình chuyện di chúc hồi nãy giờ tôi phải tôi quên chuyện di chúc nó vẫn theo tinh thần đó, nghĩa là mình coi nếu mà con cái mình nó biết tu học biết bố thí thì mình để lại cho nó tùy trường hợp con cái đông thì mình để lại bao nhiêu phần trăm, còn nếu mà chỉ có một hai đứa con mà biết biết tụi nó rộng rãi hào sảng thì giao hết cho tụi đó, còn biết tụi nó kẹo, tụi nó tài kiến, tụi nó không có niềm tin Phật pháp thì cái phần nào để cho nó để, còn cái phần nào mà mình làm phước thì mình làm biết, mình biết mình tắt thở rồi thì cái tụi nó sẽ không có bố thí cúng dường. Vậy thì cả đời mình làm quần quật như trâu như bò, cuối cùng đưa hết cho tụi nó rồi để tụi nó ăn tiêu kiểu thế tục thì hoang phí cái mồ hôi nước mắt mình quá. Cho nên trước khi mình đi thì mình thấy tụi này không có tu hành, không có tưởng tượng thì thôi bây giờ mình, thì thay vì nếu tụi nó có tu học, nó có chia sẻ cái quan điểm hào sảng với mình ấy thì mình chia nó nhiều hơn. Và đằng này biết tụi này nó không có lòng hướng vậy thôi thì mình lo phần mình chứ. Chứ tôi biết có rất là nhiều người cứ ngay ngáy lo con cái nó không biết lòng phước, mà cái gì cũng để là hết cho con thì được cái đất, thì coi như cả đời làm trâu làm ngựa của mình để cho tụi nó ăn xài tiêu pha thì xin lỗi nha, đó là cái ngu ráng chịu. Sư chỉ dạy của sư là và một câu hỏi tiếp theo, dạ bạch sư cho con hỏi, con nên làm thế nào trong khi nhà có một người em có thói trộm cắp và những thói hư tật xấu khác, gia đình và con đã dùng nhiều cách khiển trách, nhún nhường, khuyên răng nhưng vẫn không hiệu quả, bé còn vị thành niên và cũng chưa biết đến đạo. Câu hỏi chỉ là vấn đề gia đình mà không liên quan nhiều về giáo lý, nhưng con mong được sư chỉ cho con cách ạ. Vì con rất lo lắng nếu chuyện gia đình cứ tiếp diễn như vậy con sẽ khó tập trung. Tôi đang có cái plan đó là tôi ghé Việt Nam sắp tới thì chắc nửa tháng tôi về Việt Nam là tôi mới đi từ Việt Nam qua Miến. Thì tôi không thích bay hãng Thái, là nó rất mệt. Tôi mới đi hãng Emirates, tôi về tại Việt Nam rồi tôi mới dòng đi. Rồi cái nhóm đi chung với tôi đó thì sẽ có người ở lại tu, cho nên một là tôi sẽ có một lớp lớp giáo lý 10 ngày nửa tháng tại Salama, còn nếu không ít quá thì tôi trở về Việt Nam hoặc tôi trở về châu Âu tôi nghỉ. Để trả lời câu hỏi này mà tôi đã làm khéo mình mới chém ở Việt Nam mấy bà. Tôi nghe nói con em con có nhiều tật xấu rồi nó ra đường nó xử rồi mấy bà. Nói như thế này không mà cái nhờ cái câu hỏi này mà chúng con được đảnh lễ sư của Việt Nam mà. Nói như thế này. Nhà tàu nó nói là nhà nào cũng kinh khó đọc hết thì tôi cho nó vắng đắt thôi. Nếu mà mình thấy mà mình có lòng nghi ngờ người ta đó, người ta đi không hẳn là người, tôi không nói rõ là người nào, chỉ nói là em út anh chị bà con quyến thuộc gì trong nhà mình, tôi gọi là bạn bè, họ có bạn bè nữa, người ta đến chơi cũng thấy hở để kính hiển đình, để hở đình á, thì trong trường hợp cái chuyện đầu tiên là mình phải tự bảo quản lấy. Tôi nhớ hoài cái lời của sư phụ mà cũng là sư cậu của tôi đó, trước khi sư tịch, trước khi tôi đi xa đó. Rồi có một lần nó tình cờ sư kể là câu chuyện mất trộm trong chùa thì sư có nói cái này, sư nói đám đông nào cũng có vấn đề đó, cho nên tự mình phải cẩn thận để rồi không nghi ngờ ai hết, đừng có tỏ thái độ coi thường khinh rẻ, coi thường nghi ngờ ai hết, làm một là làm cho ta tổn thương, hai là làm cho ta thêm thù ghét. Cho nên sư nói tại sao mà mình không có biết tự giữ tài sản của mình, nó có tới 100.000 cách không giữ giữ rồi để cho nó mất rồi bắt đầu nghi ngờ rồi ra mặt khinh thường rồi nói gần nói xa làm cho nó mất mát tình cảm dễ dàng. Chứ nó cái chuyện nó đơn giản vô cùng là phòng cháy hơn chữa cháy. Tôi nhớ hoài câu cái chuyện nó có xảy ra một chuyện thôi, tôi kể vắn tắt là kỳ đó thấy đoàn đi dân y ở ở ở Định Quán ấy. Định Quán thì về trễ xe bị hư bị công an chặn dọc đường ấy. Cũng làm việc giữ được cũng hơi lâu lâu, cái lúc về tới chùa Kỳ Viên ngủ nhờ ấy. Đúng là về sớm nhà thì tan hè nhưng mà về trễ quá đi, cho nên mới ngủ nhờ chùa, lúc về chùa 12 khuya rồi, cho nên là ghé chùa ngủ
Rồi thì rạng sáng ai về chùa về ai về nhà đây. Thì lúc đông lắm, mọi người cả một chiếc xe đò mấy chục bạn nhét nhau như mắm vậy, thì tràn vô chánh điện của chùa. Thì sư có nói mấy vị sư cảm thấy cái này 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 phức tạp nghe, tự giữ tâm mình nghe. Rồi xong rồi sư nói khi mình đèn mà sắp tắt để đi ngủ, cái vị mà họ giữ đến vậy mà tắt đèn mở đèn cho đại chúng ngủ, thì sư thấy vị đó thông báo là tắt đèn ngủ. Thì sư vừa đắc là sư thò tay sư rút, rút cái dèm mà nãy sư nán ngoài ngoài mông, sư móc móc cái dèm bỏ trong. Thì khoảng 4 giờ sáng hôm đó là sư nghe lôi nhô ở trong đám đông, người này bị mất, người này bị mất. Thì trong đó có mấy ông sư đệ tử của sư đó, sư mới lấy ngón tay thì để nghe nhẹ, sư làm gì mình lại chùa người ta mình ngủ nhờ là đã, người ta đã thương mình lắm rồi, đồ mình không biết giữ là mình ráng mình chịu, chứ bây giờ mình la làng lên mất, thứ nhất là mất tình, thứ hai mốt ghé ai cho ngủ nữa, mà thứ ba nữa mình biết ở đây ai người ác ai người tốt người xấu, mình làm xúc phạm người ta, mất là ráng chịu im. Mà tối đầu hôm đã nói rồi đây. Tôi nhớ hoài cái câu chuyện, nhớ hoài cái câu chuyện nha. Có nghĩa là mình nghi ngờ ai thì mình tự giữ phần mình để không nghi ngờ gì hết nha. Và sẵn đây tôi cũng nói mình tẹt luôn là chùa chùa chiền nhà cư sĩ bất cứ nơi nào tôi đặt chân tới, tôi nói với tất cả chân tâm chân thành của tôi cố gắng tin tưởng mọi người là tốt, nhưng có cái mặt đơn là nó có cái người ngoài chùa, cái kẻ lạ ở ngoài cái chùa, ngoài cái nhà đó. Ví dụ như tôi ghé nhà của A, của B trong trong này nè, như cái cô của MC này, của mình này. Tôi tin cô, tôi tin má cô, chị cô, em cô, chồng của cô, con của cô, ai tôi tin hết, nhưng mà có được bạn của nhà là chịu chết. Thí dụ con của mình mà nó có bạn dắt về nhà, rồi nó có loại bạn của bạn nữa, có nghĩa là con mình là thằng Tí, bạn nó là thằng Tèo, rồi thằng Tèo nó tới nhà mình nó lại dắt thêm bạn của nó nữa, cho nên về nhà của cô là tôi dứt khoát tôi tin được. Nhưng mà lúc nào tôi cũng phải trừ hao là bạn của bạn, gọi là hàng xóm nó qua nó chơi mình đừng có trách. Và nó có loại người người này lạ, họ không phải là người bất thiện, nhưng mà hãy có điều kiện họ bèn chuyển hệ bất thiện, nó có loại người đó nữa, nhớ nha. Chứ đừng có ngồi đó mà ngồi làm thơ, cửa thiền là thanh tịnh, nhà cư sĩ là chỗ an toàn. Không bao giờ mà tôi đi tôi niệm mấy câu mà trời ơi đó, không có cửa thiền nào thanh tịnh hết. Đi cửa thiền nó cũng có đống rác, có tháp xá lợi thì cũng có đống rác kế bên, lúc nào vậy nhà gì trong cơ thể một con người cũng có chỗ sạch chỗ dơ, không trong cơ thể mình á cũng có chỗ sạch chỗ dơ, thì tại sao trong một ngôi nhà, trong một cái nơi chốn mà không có người tốt người xấu. Cho nên tôi chốt lại vấn đề đó là nếu mình nghi ngờ ai thì mình cứ giữ kỹ, khuyên nhắc không được thì đó là duyên nghiệp của họ, nhưng mà về phía mình ráng giữ kỹ để chi, để cho ít nhất về mặt cư xử mặt mũi nhau đẹp, không có gì khó nói, tôi chỉ nói vắn tắt vậy thôi. Anh sư ạ. Dạ, chúng con kính thỉnh sư giảng cho chúng con về củ phần giáo pháp ạ. À. Chúng con kính tri ân sư. Không có chịu học, không chịu đọc, bây giờ là mới mở thì có ra thì đàm giùm nó mà. À quên quên quên, ở Việt Nam có cái quyển mà giáo sử của tôi dịch cho, có biết quyển không, Giáo sử. Phật giáo sử. Cái quyển đó bây giờ không có xuất bản nữa bà sư. Ok, được rồi, được rồi, được rồi. Thôi thế này mà làm ơn mở giùm tôi cái quyển quyển Nga thì đạt, thì phải thì đạt nhớ mẹ. Thì trong đó thôi bây giờ tôi nói tóm tắt cái này nè, là thời Đức Phật cái khái niệm về tam tạng ấy có được nhắc tới, có được nhắc tới, nhưng mà không có thường xuyên liên tục, không có nhiều bằng cái khái niệm gọi là cửu phần. Là vì sao? Là vì kinh Phật có nhiều cách chia lắm, ví dụ chia là năm, tăng trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ứng tiểu bộ, thì cái A Tỳ Đàm á là nó lại nằm ở trong cái tiểu bộ, ví dụ như vậy. Đó là cách chia một. Cách chia hai á là chia thành tam tạng, có nghĩa là tạng luật thì gồm có hai bộ quý văn và hai và mà một bộ khanh thất cát đó. Tạng luật có thể chia thành, trong tạng luật ấy chia thành 8 cuốn cũng được, chia thành 5 bộ cũng được, mà chủ yếu nó là mà quý phân gái và khanh thất cát
Đó là tạng lục. Còn tạng kinh thì gồm Trường, Trung, Tăng, Chi, Tư, Tứ Bộ là 5. Còn tạng thì đàm là 7 bộ, là gồm có Pháp Tụ, Phân Tích, Nguyên Chất Ngữ, Nhân Chỉ Định, Ngữ Tông, Song Nghiếu và Bộ Pháp Thú. Rồi. 7 bộ. Đó là cách chia ba tạng. Rồi cách chia nữa là chia cái giáo pháp thành ra là 9 phần. Chia làm sao ta? Ví dụ như trong đó là cái phần là xuất tăng gây dân nắp u tâm măng quê ta lâm vi năng cha căn tất cả là 9 phần. Thì trong đó cái phần, cái gì, cái phần đầu tiên là xuất tăng là những bài kinh mà không có kệ, còn gây dân là những cái bài kinh mà vừa văn xuôi mà vừa có kệ pha lẫn. Còn cái gatha là những cái bài kinh còn là kệ ngôn không. Còn cha tác căn là những cái bài kinh, những cái câu chuyện tiền thân. Rồi áp hu tự thâm đó là những cái phần giáo pháp mà ngài nói về những chuyện đặc biệt chỉ xảy ra trong cái thời Di Chư Phật ra đời. Rồi cái phần quay ra cái năng là phần trí thuyết, là cái phần nói về đặc biệt á, cái phần các chị đặc biệt là nói người ta đi đàm. Đây, nhớ cái đó. Rồi đó, tất cả là cái phần liên tưởng, đi hỏi là tôi không nói là không có được, nhưng mà bắt buộc là vào trong Google á, đánh từ tiền mà nó, tại vì tôi nói cái gì tôi không có nhớ nha, nói tôi không nhớ vì chính phần như vậy. Rồi khế kinh nè, phúng tụng nè, rồi bổn sanh như thị thuyết, vị tận hữu nè, không kệ ngôn nè, tất cả chính phần. Thì bây giờ hỏi cho vui vậy thôi, tôi nghe cái mùi này là tôi đoán ra rồi đó. Hỏi cho vui, hỏi cho có câu chứ, nói thì nói không nhớ đâu. Mà vào trong Google đó, hoặc là vào trong cái đúng rồi, trong Phật giáo sử của tôi nó có giải thích rất là rõ rồi, giảng sâu á, nó nói sâu. Mà nếu quý vị trả lời như vậy thì tôi cũng vừa vui mà cũng vừa buồn. Vừa buồn là bởi vì cái quyển nó quyển cần thiết cho người Phật tử Việt Nam, mà lại quyển nó cho tới bây giờ không còn nữa. Nhưng mà vui nghĩa là cũng có cái cớ để tôi sửa lại bản thảo cho nên tên. Rồi. Thì chúng ta sẽ có một bản ấn bản mới và xong rồi cô. Dạ. Dạ. Hôm nay nghe được hai tin hoan hỷ rồi. Nhớ rồi cô. Dạ. Câu hỏi tiếp theo ạ, thưa sư. Thưa sư, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dùng thần thông đưa chư tăng qua bờ bên kia. Dạ, Đức Phật muốn dạy điều gì ở đây ạ? À? Dạ. Nó như thế này. Tôi kể các vị nghe câu chuyện. Là có hai cái chùa gần nhau. Có hai cái chùa gần nhau, cái chùa của ông trụ trì bên đây là pháp sư, rồi trụ trì bên kia là thiền sư. Thì trụ trì của cái ông cái bên chùa thì bên kia học viện đi, cái học viện, cái thiền viện đi. Thì bữa đó hai chú tiểu ở hai cái thiền viện học viện nó tình cờ gặp nhau ngoài chợ, thì chú tiểu đi chợ mà đi mua rau cải vậy nó ăn cho chúng. Thì cái chú bên thiền viện, chú đang đi chú gặp cái chú tiểu bên học viện, chú hỏi đi đâu đó. Cái chú kia chú nói chỗ nào có đất nước lửa gió là tụi đi. chú biết chú ông nội này nổ cao siêu quá, kéo dạng hỏi sư phụ, hỏi sư phụ nói nó trời, con hỏi nó trả lời vậy đó. Sư phụ nói chỗ nào không có lửa gió, mà nếu nó hỏi con trả lời vậy đó. Con hỏi nó mình trả lời, con nói chỗ nào không có nước gió vậy, rồi giờ ông đi đâu? Cái bữa sau nó chả gặp chàng kia, gặp chàng kia cái hỏi đi đâu đó, chàng kia nói tôi đi chợ. Cảnh vậy suy nghĩ hoài, nó nói cậu nghĩa là gì ta? Cảnh vậy hỏi sư phụ, sư phụ nói con ngày con khổ quá, nó giỡn con có một ngày thôi. Bảo hỏi đi đâu, nó đi chỗ nào có đất nước lửa gió. Hồi nay hỏi nó đi đâu, bởm rồi nói là chân đế, hôm nay nó nói thường tục đế. Nay hỏi đi đâu, nó nói đi chợ. Mà cái đầu con cứ tới ngày cứ ám ảnh ba cái chân đế và cái cao siêu đó. Con qua biết là lúc nào là nó ở trên mây, mình xử trên mây, hay là nó xuống đất, mình xử xuống đất. Chứ cần gì người ta nói là đi chợ, mình phải suy nghĩ gì, ở đây cũng vậy. Có nhiều trường hợp, Đức Thế Tôn sử dụng vô lượng phương tiện với những cái diệu dụng khác nhau. Có trường hợp như trong kinh nói ngày 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 Sa La Phất
Chú giải nói là sẽ có thế. Trong trường hợp cần thiết đó, thì ngày thường sử dụng cái tha tâm thông đọc tâm người để mà thuyết pháp cho người ta, ngày sáng ngày dùng nhiều cái tha tâm thông. Nhưng ngày muốn kiền liên ý, thì ngày thường dùng nhiều cái biến hóa thông để mà độ người ta. Ví dụ như bây giờ ngày sáng phát ngày thay đổi cái tâm của người ta, rồi ngày suy tiền nghiệp người ta, khuynh hướng tâm lý của người ta, rồi ngày nhìn cái người ta đến tìm một cái pháp thoại thích hợp, từng câu từng chữ. Còn ngày bổn kiền liên thì ngày tạo cho ngày dùng biến hóa thông để người tạo cho người ta những âm thanh, những hình ảnh mà để hướng người ta theo cái sự sắp xếp của ngài, rồi ngài mới theo đó mà ngài giải. Đây ngài mới bị dùng cách. Và Đức Thế Tôn đương nhiên là bậc đạo sư, ngài dùng cả ba cách. Cách một là ngài dùng cái tâm thông, cách hai đó là ngài dùng cái biến hóa thông, cách ba ngài dùng cách bình thường. Ở ngày nhìn cái mũi ta biết ngày nghĩ cái biết ta nghĩ cái gì rồi, ngày cứ theo đó ngày dạy. Chứ phải cách lúc nào cũng dùng thần thông. Nói như vậy có nghĩa rằng là cái sinh hoạt của chư Phật nói riêng mà có chư thánh nói chung nó y như mình vậy đó. Tức là có lúc thì người ta dùng con dao để người ta điêu khắc, có lúc người ta dùng con dao để người ta cắt cái gì đó, nhưng có lúc người ta dùng con dao để người ta gọt cái gì đó. Nghe kể không? Điêu khắc cũng con dao đó, rồi cắt cũng con dao đó, mà để gọt vỏ cũng con dao đó. Nghe. Thì tùy lúc mà ngày có nhiều trường hợp ngày đúng là cái câu hỏi đó đó. Cái câu hỏi đó nếu mà cái vị này cái người đã hỏi, tôi nghe câu hỏi đó tôi giúp mình ấy, thì đó là cái chuyện mà tôi rất là tâm đắc. Mà không ngờ khi cái vị quẹo quan bên nó thấy cái chuyện hết hay. Đúng là cái câu hỏi đó tôi muốn cái vị hỏi thế này. Là tại sao trong những giây phút cuối cùng Thế Tôn rất là mệt. Rất là mệt. Trong kinh đó chỉ có 9 cây số thôi. 9 cây số. 9 cây số. Mà Thế Tôn phải ngừng lại nghỉ 25 lần. Các vị lấy đi. Lấy 9.000 mét mà chia cho 25 lần. Có nghĩa là ngày đi không được bao nhiêu là ngày phải ngừng lại ngày nghỉ mệt. Mệt đấy đó. Mệt lắm. Rồi, đó là những giây phút cuối cùng để về đến Kusinara, để về cái khu vườn của vườn Sala của vua Mala đó. Thì 9 km cuối đời ngày ngừng lại 25 lần, thì mình lấy 9.000 chia cho 25, phải không? Mệt nhỉ. Mà trong khi đó cách đó có ngày vậy, thì rõ ràng mình ngày vừa không ngày đêm vừa tăng qua sông nó êm quá rồi, phải không? Rồi chưa còn chuyện nữa, ngày cây giếp trên đường đi dắt 500 đệ tử về, ta hốt nguyên đám, ta bỏ lòng bằng tay, ta dùng giấy mắt, ta về tới chủ trà tì thì quả trái Thế Tôn rồi, không hốt 500 vị hốt mà bằng lấy cái tay người hốt, người tấm ngay là người đi mất tiêu rồi, mà cần cái gì mà phải đi bộ trời, phải nói là tầm tã mệt lắm. Rồi trên đường đi mới gặp một cái người ta gặp cái ông đóng cầm cái hoa, một hoa trời đó, hoa mandarava. Ngài thấy cái hoa này biết cái hoa này phải do đại sự nhân viên mới có, chứ chỉ ở cõi người có hoa này biết thì hỏi ở đâu có hoa này. Để nói rằng Sa Môn Cù Đàm mới vừa viên tịch có một trận mưa hoa rớt xuống, thì tôi lượm cái này tôi cầm đưa chai cho vui, thơm đẹp ngộ lạ. Thì chú đang nghe như vậy những vị thánh thì tỉnh bơ, nhưng mà mấy vị phàm khóc chỉ cái tôi không còn nữa, về để gặp tôi cũng kịp này, mà khóc cho vui vậy thôi, chứ còn mà vẫn tiếp tục đi bộ. Và ngày cả giới vẫn tiếp tục dắt đang đi bộ, đi như là chúng ta, có nghĩa là vẫn đi như là người không có thần học. Đây là những cái đặc biệt của chư thánh, đặc biệt như vậy. Và cũng chính ngày cũng kể dài dòng là chính ngày cả giới là cái duyên sự để Đức Phật ngày cho phép chư tăng sau mùa tăng y được phép là rời tăng nhà Lê trong ít lâu. Là bởi vì là ngày là vì sao, là vì có cái đêm đó đêm mưa tầm tã, ngày cái giết về lại mà mình lại ướt me, tăng ngày lê nặng chích nặng lắm, tại vì vải thô ngày xưa mấy hai lớp mà ngày đắp cái y đó trên người này, ngày lội qua sông về gặp Phật ướt me rồi đó, thì Đức Phật ngày thấy nặng nề quá, thì nó thôi từ đây ta cho phép thì theo sau cái mùa tăng y cái được phép trong trường hợp cần thiết có thể rời tận tam y, rời cái tăng ngày lê mình lâu nha. Mà mình biết lúc này ngày chứng lục thông rồi, ngày tu ngày thọ đại giới còn 7 ngày là ngày chứng lục thông, là ngày lên tới mà mấy cái tinh cầu mà cách mình 1 tỷ năm ánh sáng, ngày đi trong nháy mắt 1 tỷ năm ánh sáng nha, ngày đi trong nháy mắt vậy đó, mà có con sông vậy đó.
mà cũng ì ạch lội qua về tới mình mấy lem nhem như chuột lọt lên lại Phật nước nhiễu rồng rồng rồng. Nó thánh gia như vậy, họ coi cái thành thông của nó không phải là cái mà để mình hưởng thụ, cái để sung sướng nha, như mình nha. Thì Đức Thế Tôn trong cái trường hợp đặc biệt thì ngài cũng sinh hoạt bình thường như mình ấy, cũng ngài cũng dùng thần thông, nhưng có những trường hợp không cần thiết thì ngài cũng vẫn sinh hoạt như người bình thường vậy. Nãy giờ tôi kể bao nhiêu chuyện đó cho các vị thấy, người ta có thần thông nhưng mà người ta không có nhất thiết. Cái gì mình trong kinh giải thích tại sao cứ làm ngài dùng thần thông vào thời điểm đó là bởi vì lúc còn trong kinh nó cũng xong, lúc đó là nước nó ngập, nước nó lên tràn bờ, nước cuồn cuộn chảy chỗ nào như sông Kakuta đó, cũng trên hành trình đi về Manila mà đi ngang sông Kakuta nước cạn thì ngài mới băng bước xuống xuống nước băng qua như như mọi người đi bộ không sông Kakuta. Nhưng mà tới ngay mà cái chỗ nghe cái đoạn sâu của sông Hằng, cái chỗ đó thì bắt buộc thì ngài biết là không thể thì bắt buộc thì ngài đem đi chỉ về thôi. Tức là các ngài dùng thần thông như là một cái công cụ cần thiết chỉ vậy thôi. Chứ nhiều khi mình gặp vấn đề chắc nó có ảnh lý gì không, như đã bắt đầu cái câu trả lời tôi kể chuyện chủ tiểu đối đáp với nhau đó, nhiều khi mình thấy nó ghê gớm á, nhiều phải. Hoặc là như tôi hay kể qua cái chuyện Socrates, ổng là một triết gia, một nhà tư tưởng lớn, những câu nói của ổng ổng ho và điện tử còn ghi nữa, ổng nhảy mũi điện tử cũng phải chép lại, bởi mình nghĩ sư phụ là bậc thông tuệ. Thành ra lúc mà ổng vào tù đứa kia ổng chết thì ổng có trói lại với bạn tù, ổng nói ta ra mới được, cho nhắn đệ tử mấy học trò ta còn nợ thì hàng xóm con gà trả, nhờ tụi nó ở lại trả thì con gà. Thì ổng thiệt, ổng nghèo thiệt, rồi ổng có vay hàng xóm con gà thiệt vậy đó. Mà lúc ổng chết đệ tử chia ra hai phe, một phe thì nó đi nó kiếm cái thằng hàng xóm thì nó trả con gà đơn giản mọi chuyện xong. Còn cái phe thứ hai thì nó về mấy năm trời, nó cứ ăn rồi nó cứ tập hợp nhau, nó ngồi nó phân tích cái con gà đây ảnh lý là cái gì, rồi cái thằng hàng xóm là cái gì, mà vay là gì, trả thì hai ngàn mấy trăm năm qua là cái vụ cái gọi là cái công án con gà của Socrates nó vẫn chưa được giải quyết. Mà đôi khi nó chỉ nó đơn giản thì nó lại nó hỏi hàng xóm thằng bầu không biết tí tiền tèo đó, hỏi là cũng bị xô rách sư phụ tôi thiếu gà phải không, thì nó gật đầu cái gà đã xong. Mà 2000 mấy năm qua cái đám thì bị xô rách giờ vẫn còn ngồi ở cái đền Athens bên kia, là để mà ngồi bàn với con gà cả ý gì, cái hàng xóm là cái gì. Ok xong, hỏi tiếp đi. Dạ, xin một câu hỏi cuối cùng mà thưa sư. Dạ, thưa sư chỉ dạy cho con vì sao Thế Tôn dạy là khi chúng ta hoảng sợ thì hãy niệm ơn đức của ngài ạ. À, dạ, con kính thưa sư ạ. Khổ quá, khổ rồi ơi. Ngọn núi mênh mông thì thẻo có một miếng. Ngọn núi mênh mông thì thẻo có một miếng đất. Khổ ghê luôn. Sợ, nó có hai. Sợ lớn và sợ nhỏ. Sợ lớn thì nghĩa là cái ưu tư của người cầu giải thoát. Cái đó là nỗi sợ lớn. Nỗi ưu tư của người cầu giải thoát ngày trước cái sanh già bệnh chết vô thường khổ ưu não cầm lưng xa đọa thì nó gọi là nỗi sợ lớn. Còn cái nỗi sợ nhỏ đó là sợ bóng đêm, là sợ ma, sợ chuột, sợ gián, sợ thằng lằn đó, thì nó gọi là nỗi sợ nhỏ nha. Thì trong kinh nói rõ có một bài kinh thôi mà ngày dạy, chỉ có kẻ ngu mới có sợ hãi, là vì sao? Vì không hiểu bốn đế, cho nên nó mới thấy cái thân này nó có ngọt, có đắng. Gặp đắng thì sợ, sợ đắng, mà gặp ngọt cũng sợ, sợ nó mất. Đó. Nhưng mà biết được chánh pháp rồi, thì tất cả chỉ có sanh và diệt, tùy duyên, xuất hiện tùy duyên mà mất đi. Hiểu rốt ráo thì không có sợ hãi nữa. Vậy thì cái chữ sợ này mình phải hiểu lúc hai, sợ lớn và sợ nhỏ. Thì trong bài kinh tôi vừa trích dẫn đó, cũng có trong Kalama luôn, cũng có trong Kalama bài kinh này, thấy không? Thì cái sợ đó là sợ lớn. Còn cái sợ nhỏ là thậm như sợ ma, mà trong cái để trừ cái sợ lớn thì phải sợ ta học giáo lý và tu tập niệm xứ nha. Để trừ cái sợ lớn á, để từ bỏ cái sợ lớn thì phải tu tập tứ niệm xứ và học giáo lý, thì bỏ cái sợ lớn. Cái sợ lớn nghĩa là cái ưu tư về sanh tử, về xa đọa.
Còn cái sợ nhỏ đó là sợ ma, sợ bóng tối, sợ một mình. Đó. Thì cái sợ nhỏ này đó là mình mới là xài nhiều cái cách khác. Còn cách sợ lớn đó, để trừ bỏ cái cách sợ bỏ, từ bỏ cái nỗi sợ lớn ấy, nghe kỹ nghe, từ bỏ cái nỗi sợ lớn ấy, thì đó là cái sợ sanh tử, sợ sa đọa đó, thì phải tu tập niệm xứ, học giáo lý và tu tập niệm xứ. Còn để tu tập, còn để bỏ cái sợ nhỏ thì mới dùng nhiều cách. Ví dụ như là mình biết mình ở mình không được thì mình nên kiếm bạn ở chung, nên ở chỗ có ánh sáng, ở chỗ có người qua lại. Và đặc biệt trong những cách đó có một cách là khi mà mình sợ hãi thì mình niệm tưởng ân đức của Phật. Và nên nhớ rằng đây là một mảnh nhỏ trong lời Phật, bởi vì tất cả lời Phật đều có một mục đích là giúp cho mình hết sợ. Hết sợ cái gì? Hết sợ lớn. Mà hết cái nỗi sợ lớn thì cái nỗi sợ nhỏ nó cũng hết theo. Nhớ nha, tất cả lời Phật đều có tác dụng là dạy mình hết sợ, mà hết sợ cái lớn. Còn riêng cái sợ nhỏ thì có nhiều cách, thì trong đó có một cách là niệm Phật. Tại sao vậy? Là bởi vì là trung sinh nói khi mình niệm tưởng đến Thế Tôn, mình nhớ cái này trong đó nói chứ phải tôi nói. Cái này trong kinh Kalama có luôn, trong dịch tụng có nói, để Phật giải thích. Tại sao khi niệm tưởng đến ta mà không sợ? Là bởi vì lúc đó hãy nghĩ rằng Thế Tôn là vị đã không còn tham sân si, Thế Tôn không còn sợ hãi. Chúng mình có một bậc đạo sư như vậy đó. Là, rồi thứ hai là giáo pháp. Mình niệm tưởng giáo pháp là con đường mà Thế Tôn đã vạch ra cho chúng sinh tu tập. Đó cũng con đường dẫn đến sự chấm dứt sợ hãi. Mà mình là người may mắn học và hàm được giáo pháp đó. Thứ ba, tăng chúng đệ tử Thế Tôn là những người đã và đang sẽ đi trên cái con đường mà Phật dạy. Cũng là những vị đã đang mà sẽ không còn sợ hãi nữa. Như vậy thì Phật là người không còn sợ hãi. Giáo pháp là con đường dẫn đến sự vô ý, không còn sợ hãi. Và tăng chúng là những vị đã hoàn tất cái hành trình vô ý ấy. Đấy. Thì khi niệm tưởng như vậy thì lòng được yên. Nên nhớ, nhớ tới chết mới nhớ câu này. Cái câu này câu quan trọng nhất trong câu trả lời của tôi. Niệm Phật không có phải là để ma nó đừng có tới, không có phải, hiểu sai đét. Ngay cả Đức Phật mà cũng có những phi nhân nó hiện ra nó phá mà. Nhớ nha, Đức Phật á, ân đức của Ngài là bao trùm vô lượng vũ trụ, cái oai thần của Ngài bao trùm vô lượng vũ trụ nha. Vậy nó mà những cái loài phi nhân mà tà kiến còn xuất hiện phá Ngài, nhưng mà phá là phá là sao? Phá là nghĩa là nó xuất hiện với ý ác mình gọi là phá, chứ còn nói với Ngài này giống như là Ngài giống như ngọn núi mà gặp gió cơn gió nhẹ thổi qua làm gì được ngọn núi nha. Nhớ đó. Cho nên là niệm Phật không phải để cho ma nó đừng xuất hiện, phải, nhưng mà niệm Phật để làm nên được yên. Và đó là trong kinh mình còn tay có một câu thế này: cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn mà để được bình tĩnh, rồi bằng vào cái bình tĩnh đó cái cơ hội thoát nạn nó cao hơn nha. Nhớ nhà tay có câu đó: cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn, không có ông thần ông thánh nào giúp mình lúc đó đâu. Cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn mà là để tìm cái sự bình tĩnh, và với cái bình tĩnh đó thì cái cơ hội thoát nạn nó cao hơn. Và tất cả những người cứu hộ trên cạn dưới nước họ đều đồng ý điểm này. Lúc nguy cấp cái người bình tĩnh thì có cái cơ hội mà thoát nạn, thoát hiểm cao hơn cái người hốt hoảng bất bình tĩnh gấp trăm lần. Trăm lần chứ không phải 20 lần, 50 lần, gấp trăm lần. Khi mà anh hốt hoảng rồi là coi như anh thua rồi, anh đã bỏ ngỏ rồi, bỏ ngỏ cái sinh mệnh, không? Cho nên niệm Phật ở đây đó là chỉ là để tránh cái sợ nhỏ thôi nha, cái sợ lớn là phải học giáo lý và tu tập niệm xứ. Khi chứng được sơ quả rồi thì chắc chắn không bị đọa, có chết cũng không sao, trời sập chỉ là nắp mệt nha, bắt sơ quả. Còn tầng thánh trên hơn sự diễn nói nha, chỉ nói tầng sơ quả. Còn cái chuyện mà niệm Phật thì mới nhớ rằng là chỉ có một thời điểm đặc biệt này, nó là khi mà các chúng tỷ kheo hay là những ai đệ tử người ta mình sợ hãi, hãy niệm tưởng đến Như Lai, đến giáo pháp và chúng tăng. Vì sao vậy? Vì đây ba ngôi tam bảo không phải là chỗ cho bất cứ một nỗi sợ hãi nào. Chư Phật không còn sợ hãi, thánh tăng không có sợ hãi, và giáo pháp là con đường dẫn đến sự cố ý, không có sợ hãi. Nhớ, ok, xong. Dạ,
thời gian cũng phải lẽ. Con nhớ một cái câu này hay quá kìa, hay thì dạ. Con biết mà niềm vui lớn nhất mà cô báo mừng quá, mừng dạ. Con nhớ cái câu mà sư nói là đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một cõi nhóm mênh mông. Chúng con đúng kính theo sư là mang chúng con trở về quê nhà Phật pháp trong lòng. Ok, chúc mừng tìm ngày vui, hẹn tuần sau. Dạ. Kính chào sư ạ, kính chào quý Phật tử ạ. Dạ. Kính chào sư.